Xin chào tất cả các anh đã trở lại với kênh của em. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 24 mã sản phẩm. Em sẽ lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Dạ, mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một con thức thủy ha các anh, một con level. Con này thì là hàng của nhà Israel giúp em ha. Thân của nó sẽ là dòng thân nhôm nha. Đối với cái dòng này thì nó sẽ nhẹ và nó bền, nó không có bị rỉ sét ha các anh. Ở đây thì nó sẽ có ba cái thủy của nó. Ở đây như là 45 này, 90, 90 và 0 độ. Thì các anh thấy là các cái con này đều là còn đẹp hết này. Đó, còn mới đẹp hết, không có bị nứt gỡ vỡ gì hết ha các anh. Và đặc biệt là hai cái bên đây thì nó dạng như cái đồ để chống sốc cũng như là cái đồ để canh có thể treo được ha. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 30 cm giúp em ha. Dạ rồi, con này mã số 1, giá của nó là 250.000 nha các anh. Mã số 1 250.000 ạ. Dạ, mã số 2 ha. Mã con này thì nó sẽ là size lớn, size khỏe, size nặng, chuyên làm dùng trong các cái vật dụng nặng ha. Con này là hàng của nhà Crescent, một cái thương hiệu của Mỹ nha các anh. Size của con này là 24 inch. 24 inch thì tương đương khoảng tầm là 60 cm giúp em ha. Đây là một con mỏ lết 60 cm, cầm rất là nặng tay, đầm tay, ngon lành cành đào, chuyên vặn các cái dòng vặn vặn nặng ha các anh. Đó, hàng của Mỹ giúp em này, USA, các anh có thể thấy ha. Đó, chất thép thì không có gì để chê nữa rồi ha các anh. Con này là cực kỳ xuất sắc. Đây là cái ngàm của nó, ngàm con này là còn đẹp luôn nha các anh. Ngàm của mã này là mở 6,5 cm giúp em ha. Ngàm con này là mở rộng 6,5 cm, các anh coi cái phần ngàm này, trời ơi, xuất sắc chưa nè. Đó, nó không có gọi là bị, hầu như là đẹp luôn, nó không có bị xước sát gì bên trong luôn nè, các anh thấy không, rất là ok ha. Còn cái dòng thép này thì các anh thấy không, vô cùng là dày dặn rồi, tại vì con này là nó size của nó lên tới 24 inch và cái ngàm lên tới 6,5 thì là nó mở, thì các anh hiểu là cái độ mở của nó là cực kỳ khỏe rồi ha. Dạ rồi, con này mã số 2, mẫu lết đẹp của nhà Crescent, hàng của Mỹ ha, mã 2, size 24 inch. Đó, mấy con này anh nào thích sưu tầm các cái dòng đặc đẹp lại chốt cho em con này luôn ha. Và mã số 3, mã số 3 là một con kìm đa năng, kìm con cá. Dòng này đến từ nhà William, hàng của Mỹ giúp em ha các anh. Đó, con này là hàng của Mỹ nè. Với tổng chiều dài của mã này sẽ là 19,5, gần 20 cm. Con này gần 20 cm ha, hàng của Mỹ giúp em. Và nó sẽ có hai cái phần, có hai cái nấc để các anh có thể tùy chỉnh để mình vặn bóp đều được ha. Đây, con này là thuộc cái dạng ngàm mỏng mỏng ha. Đó, răng lợi này còn đẹp nguyên nha các anh, cực kỳ là ok luôn để các anh có thể làm việc và sử dụng. Dạ rồi, con này mã số 3 giúp em ha các anh, con kìm con cá mã 3. Con này giá của nó là 250.000 nha các anh, mã 3 250.000 ạ. Và mã số 4 là một con kìm. Mã này là con kìm của nhà Victor giúp em ha. Dòng này thì nó sẽ dài tổng của nó lên tới là 21,5 cm. Con này dài 21,5 cm giúp em ha. Dòng này thì như các anh thấy là cái vỏ tay cầm nó sẽ được phủ hết lên trên cái phần thân này luôn. Bên trong răng lợi là vẫn còn cực kỳ là ok để các anh có thể làm việc và sử dụng ha. Đây, ngàm miệng răng, ngàm đây để các anh có thể cắt các kiểu ha, cho nó tốt. Đây các anh thấy ngàm mà còn khít, đây cái phần răng đây. Cái chỗ này thì cái chỗ này nó hơi sức nhẹ nên nó cũng không có bị ăn vào răng đâu các anh. Hầu như con này là cắt hoạt động mà còn tốt ha. Mã số 4 giúp em, mã này giá của nó là 250.000 nha các anh. Mã 4 250.000 ạ. Dạ, mã số 5 là một con kìm tút dây của nhà Engineer ha các anh. Dòng này thì nó sẽ được sản xuất tại Đài ha. Dòng này thì nó sẽ được sản xuất tại Đài. Đây, made in Taiwan. Tuy nhiên thì cái con này thì nó sẽ chuyên cho thị trường Nhật ha. Đó. Và bản thân cái dòng này thì nó sẽ được cái hãng Engineer, là một cái thương hiệu của Nhật, và nó đặt cái nhà máy tại Đài thôi, chứ còn các cái chất lượng của nó thì đều là ok hết ha các anh. Đó, mã này thì vừa tút vừa cắt luôn, đa năng. Đây các anh thấy cái phần lưỡi cắt không ạ, lưỡi cắt con này là còn rất là đẹp, khít này, không có bị hở nha các anh. Đây, đây
Rồi các anh thấy không, nó khít lịch là không có bị hở, và lưỡi con này là đẹp nha. Lưỡi cắt con này mà không đẹp thì trả lại cho em. Đây các anh thấy không? Đó. Và đặc biệt là cái phần lưỡi tuốt ở trên đây còn là còn mới cắm luôn. Phần lưỡi tuốt trên đây là em nói là còn mới cắm luôn ha các anh. Đó, tuốt cực kỳ khít và ngon luôn. Đây có cái link những cái chỗ lấy cữ này. Đó. Dạ rồi, con này mã số 5 giúp em nha các anh. Đó, mã số 5, con kìm tuốt dây, giá của nó là 380 nghìn nha các anh. Mã 5 380 nghìn ạ. Và mã số 6, mã số 6 là một con kìm. Con này là con kìm dạng lấy nghềm nhanh ha các anh. Nó bóp vào nhanh luôn, nó là dạng kìm mỏ quạ. Mã này là hàng của Mỹ giúp em, USA, hàng của Mỹ ha. Thì các anh thấy là các cái phần răng lợi của nó là vẫn còn đẹp này, các anh thấy không? Răng lợi là vẫn còn rất là ok. Khi mà các anh làm mình xài á thì các anh có thể là lít luôn cái vạch các mình cần bóp, chứ mình không có cần phải lít cái phần kích thước trước như những cái con khác ha. Đây con này nó tự nó nhích lên luôn nè, các anh thấy không? Con này thì tổng chiều dài của mã này sẽ là 24,5 cm, với cái ngàm của nó tầm 4.3 cm. Mã số 6 giúp em ha. Mã số 6 con này giá của nó là 430.000 nha các anh. Mã 6 430.000 ạ. Và mã số 7 là một con vòi xịt nước của Sanea nha các anh. Vòi xịt nước này là cực kỳ ok. Con này thì gọi là nó gọn nhẹ và các anh tưới là cực kỳ ngon ha. Ở đây thì nó sẽ có cái van ở đây để các anh có thể tự điều chỉnh cái cường độ tưới, là mình tưới vòi, tưới phun gì đó thì các anh có thể tự điều chỉnh được ha. Và cái nút ở đây thì khi mà các anh làm á, các anh bấm vô đây luôn. Đấy thì nó sẽ khựng lại để các anh có thể tưới mình một cách dễ dàng hết ha. Con này tổng chiều dài của nó thì tầm khoảng là 15 cm giúp em nha các anh. Mã số 7, con này giá của nó là 300.000 giúp em ạ. Mã 7 300.000. Và mã số 8 là một con mỏ lết của nhà Super giúp em ha. Con này thì như các anh thấy là về phần ngoại hình còn rất là đẹp. Dòng này size của nó là 10 in, tương đương khoảng là 25 cm. Chất thép của sử dụng của nó là dạng chất thép ren. Thì đối với cái chất thép này thì nó cứng và nó bền, hoạt động tốt ha các anh. Đã chịu lực được. Hàng của Nhật nè. Các anh coi các cái phần ngà miệng của nó, các anh thấy không? Ngà miệng con này là còn đẹp nguyên ha các anh. Để các anh có thể dễ dàng làm việc và sử dụng. Đó, ngon lành cành đào. Mã này thì ngàm của nó tầm khoảng là 3 cm giúp em ha. Con này mã số 8 giúp em ạ. Giá là 250.000 nha các anh. Mã 8 250.000 ạ. Và mã số 9 là một con vít lực. Dòng này là vít lực của nhà Canon. Dòng này là vít lực size lớn của nó ha. Con này cái giải lực của nó là từ 4 tới 10 Nm nha các anh. Đây từ 4 tới 10 Nm, hàng của Canon. Với tổng chiều dài của nó ở đây sẽ là tầm 23,5 cm. Con này nó có cái hay là các anh thấy là hai cái bên hông của nó nè. Đó. Thì khi mà các anh xài á thì mình có thể là mình nếu mà các anh có hai cái đầu chuôi các anh có thể gắn vào thì nó tạo thành giống như một cái cây chữ T luôn để mình làm ha. Đó, còn không thì mình xài bình thường vậy không vấn đề gì hết. Đấy, các anh thấy không? Nó có thêm cái tính năng. Hàng của Nhật giúp em. Và con này thì nó xài cái đầu mũi vít lục giác 6 ly 3, rất là dễ kiếm, dễ xài ha. Thì đối với các cái dòng vít lực này thì nó sẽ giúp các anh là mình canh chỉnh được chuẩn cái phần lực khi các anh mở, đặc biệt là những cái con ốc, những con ốc kỹ thuật hoặc là những cái con ốc ở trong những cái ngóc ngách ấy, mình không thấy, mình không có canh được lực thì con này nó sẽ giúp canh chỉnh được nó luôn ha. Dạ rồi, con này mã số 9 giúp em ạ. Mã số 9 giúp em con vít lực nha các anh. Giá của nó là 650.000 ạ. Mã 9 650.000. Dạ, mã số 10 là một con kéo tỉa bấm. Mã này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 18,5 cm nha các anh. Con này dài tổng 18,5 cm. Đó, đây là cái phần lưỡi của nó có cái chữ chiếc là đầy đủ hết nha các anh. Đó, các anh có thể thấy ha. Đó, bấm. Con này các anh sử dụng ở trong bấm bonsai cây cảnh, hoặc là mình làm trong gia đình bấm chỉ, bấm đồ cũng được nha. Đó, con này tổng chiều dài của nó sẽ là 18,5, với phần lưỡi của nó tầm khoảng 9 cm, 8,5 9 cm nha các anh. Mã số 10, con này giá là 200
80.000 nha các anh. Mã 10 280.000 giúp em. Và mã số 11 là một con tay lắc của nhà Tôn Nê. Thì đối với các cái dòng sản phẩm của nhà Tôn Nê thì nó rất là chất lượng. Tại đây là một cái thương hiệu gọi là lâu đời, và cái chất lượng của nó thì được rất là nhiều người ưa chuộng rồi ha các anh. Và đặc biệt là cái dòng này, ngoài cái cơ chế tự động thì nó sẽ có một cái cơ chế gạch gù ở đây được 180 độ để các anh có thể làm việc ở các cái góc độ đều được ha. Đó, và đầu con này sẽ là đầu 3/8, đầu con này là đầu đẹp, các anh thấy các cái góc không ạ? Rất là vuông góc ngang, không có bị gọi là không có bị sút, không có gọi là không có bị móp méo gì cái phần góc này đâu. Còn cái đương nhiên cái này thì nó phủ những cái lớp nó được mạ cái lớp chrome bên ngoài thì nó không có vấn đề gì hết đó nha các anh. Cái này không có bị ảnh hưởng ha. Quan trọng là cái phần đầu vuông rất là vuông vức, rất là đẹp nha. Con này tổng chiều dài của nó sẽ là 25cm giúp em, 25cm hoạt động ok nha các anh. Đó. Con này mã số 11 giá là 380.000 giúp em ạ. 11 380.000. Và mã số 12 là một con thước kẹp của MitoToyo giúp em. Đây là cái dòng thước kẹp size của nó là 300mm, tương đương là 30cm ha các anh. Hàng của nó là full mọc giúp em nè. Đó, full mọc nha. Con này thì hàng của Nhật. Đây, các anh thấy là các cái đầu đo của nó là đẹp khít, không có bị hở cũng như là không có bị không hở cũng như là không có bị bung, không có bị mòn gì hết, thì rất là đẹp nha các anh. Đó, và các cái thông số ở trên thân con này cũng rõ ràng và nó được khắc bên trong cái phần thân đó các anh, không có lo là mình bị bay số nha các anh. Đó, đây các mình không có lo là bị bay số đâu nha. Con này thì nó chỉ có bị một cái là ngay cái chỗ đây thì nó bị mất một cái con ốc. Thực ra là cái này nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đâu các anh, nó cũng không có ảnh hưởng gì đâu anh. Là mình có mình bỏ vô, không mình để vậy mình xài cũng được, cũng không có bị ảnh hưởng gì nhiều đâu ha. Con này mã số 12 giúp em, con thước kẹp 30cm của MitoToyo ạ. Và mã số 13 đó chính là một con chuyên dùng để mình dũa dao kéo các kiểu ha. Con này các anh có thể dùng để mình dũa dao kéo này, rồi làm việc ở nhà các kiểu là đều ngon hết ha. Đó, con này thì cái bề mặt dũa của nó thì ở đây là nó dạng nó hơi bị dính keo thôi, chứ nó cũng không có gọi là bị ấy đâu các anh. Mình dũa ngon tại vì dòng này là dạng dòng dũa kim cương này các anh. Và cái con này là dạng dòng xịn nha các anh. Con ngay cái chất gỗ của nó là các anh thấy này ha, rất là dày luôn, và cái bề mặt con này dũa tốt chứ không có bị vấn đề gì đâu nha. Đó, con này tổng chiều dài của nó sẽ là 26cm, phần lưỡi của nó là 15,5cm. Con này mã số 13, giá của nó là 250.000 giúp em ạ. 13 250.000. Và mã số 14 là một con kìm cốt của nhà Izumi ha các anh. Đó, dòng kìm cốt này thì nó chuyên dùng cho các cái dòng kìm cốt E đó ha các anh. Đó, thông số của nó là 1.62, và đây là các cái dòng cốt E chuyên bấm cho cái dây điện của Nhật đó các anh. Đó ha. Con này thì hàng của Nhật nội địa giúp em này. Tổng chiều dài của nó sẽ là 29cm. Thì như các anh thấy là về phần ngoại hình là con này vẫn còn đẹp, các cái tay cầm là tốt, không có bị rách rưới sứt mẻ gì hết nha các anh. Ngon lành cành đào giúp em ha. Dạ rồi. Các cái đầu cốt là cũng còn đẹp luôn và nó bấm được khá là nhiều cái thông số trên cùng con này ha. Mã số 14 giúp em, mã này giá là 320.000 nha các anh. Mã số 14 320.000 ạ. Và mã số 15 là một con khóa 4 số của nhà Sunkey. Anh nào mà mình đã xài các cái dòng khóa rồi thì anh biết là Sunkey là một trong những các cái dòng khóa mà gọi là cái phần chất thép cho tới các cái lẫy cho tới cái đầu là xuất sắc nhất ha. Rất là bền luôn các anh, rất là bền luôn. Con này thông số là dạng size lớn 19, 21, 22 và 24. Các anh thấy là đây nó sẽ có 4 lớp thép để khi mà mình làm nó có một cái độ chắc chắn để mình vặn nó sẽ khỏe nhất. Và các cái đầu của con này thì như các anh thấy là hàng đẹp hết này, không có bị gọi là sứt mẻ, không có nứt nít gì hết, hàng đẹp giúp em nha các anh, size lớn ha. Dòng này thì tổng chiều dài sẽ tầm khoảng là 24cm cho con này. Mã số 15 giúp em, giá của nó là 450.000 nha các anh. 15 450.000 ạ. Và mã số 16 ha các anh. Mã số 16 em đang cầm trên tay đó chính là một con cưa xếp. Dòng này là cưa xếp với cái phần thân gỗ, hàng của Nhật giúp em nè. Đây khi anh mở lên thì nó sẽ là như thế này ha. Dòng này thì nó sẽ là full tem mạc, hàng của Nhật giúp em nha.
Tổng chiều dài của con này nó là 47,5 với phần lưỡi là 21 cm. Lưỡi con này là lưỡi dạng size 21. Thì với cái cơ chế gấp xếp như thế này thì mình rất là dễ để bỏ vào trong ba lô, trong các cái tụng đồ nghề của mình. Nói chung là mình làm nó cũng tiện lợi rất là nhiều nha các anh. Đây là về phần lưỡi, lưỡi con này là bén ngon giúp em nè. Lưỡi con này là còn bén ngon ha. Các anh cưa cây tươi hoặc là cây khô gì đều được nha các anh. Đó, thì đây các anh thấy là các cái phần răng lợi là vẫn còn rất là ok để mình có thể làm việc và sử dụng nha. Đó. Dạ rồi, mã này mã số 16 ha, con cưa size 21, giá của nó là 230.000 giúp em, mã 16 230.000 ạ. Dạ, mã số 17 là một con búa đồng nha các anh, một cái dòng búa đồng với hai cái đầu đóng ở đây. Đây các anh thấy dòng này thì size đây thì nó có size số các cái kiểu đường nêm của nó là còn cực kỳ ok. Đây là các cái đầu đóng nha các anh, các cái đầu đóng của con búa đồng này. Đó, con búa đồng này thì khi mà các anh đóng á, nó sẽ không có gọi là nó không có bị từ tính, đồng thời là nó không có tạo ra tia lửa khi mà các anh làm việc trong những các môi trường mà gọi là thiếu an toàn, ví dụ như xăng dầu các kiểu rồi đó các anh. Đó, thì những cái con này nó sẽ không có tạo ra tia lửa ha, nó an toàn cực kỳ. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 27 cm. Con này dài tổng là 27 cm, mã số 17 giúp em nha. Con này mã số 17 giá là 350.000 giúp em ạ, 17 350.000. Dạ, mã số 18 ha các anh. Mã số 18 đó chính là một cái dòng đuôi chuột tự động. Con này thì hàng của nhà NGK giúp em ha. Con đuôi chuột này của nhà NGK, thông số của nó sẽ là 19, 22, 24 và 30. Con này cái size lên tới 30 luôn ha, size lớn giúp em nè. Người ta thấy 24 là lớn rồi mà con này lên tới 30 thì các anh thấy là cái phần chất thép của nó thì rất là dày dặn luôn để các anh có thể vặn mở được. Và nó là cũng thuộc cái dạng tự động đó các anh, cũng thuộc dạng tự động 4 trong 1 luôn ha. Đó, 4 số trong 1. Với cái dòng này thì khi mà các anh sử dụng thì là bao ngon rồi, không có gọi là không có lo trong kẹt trong ngóc gì hết ha. Con này là nó làm việc hầu như là hiệu quả. Tổng chiều dài là 29,5 cm giúp em nha các anh. Con này dài tổng 29,5 cm. Đó, mã số 38 nha các anh. Con đuôi chuột, mã này giá là 400.000 giúp em ạ. 38 à, em xin lỗi, mã 18 chứ. Con này sao nó dính ở đây. Mã 18 ha các anh. Mã 18. Đó, con này mã 18, giá của nó là 400.000 nha các anh. À, mã 18 400.000. Dạ, mã số 19. 19 là một con búa rìu nha các anh. Đây, một con búa rìu, hàng của Nhật, dòng này là hàng thủ công Nhật. Đây các anh thấy là phun chữ phun mọc hết ha. Con này ở đây các anh, ở đây không có phải là nó bị nứt. Đây là cái thuộc dạng thép ghép nha các anh. Đây không phải là bị nứt ha. Đây là một cái kỹ thuật làm của nó là dạng gọi là dùng cái dòng thép ghép này. Các anh thấy bên đây cũng vậy nè. Đây ha, nó là những cái kỹ thuật thép ghép để cho nó sẽ có cái phần lưỡi thì bén và cái phần thân nó sẽ chắc ha. Con này tổng chiều dài của nó là 33 cm, với phần lưỡi ở đây của nó sẽ là dài 10 cm, chiều dài đây thì 9,5 ha. Đó, con này thì các anh dùng để bổ trẻ rồi đi rừng các kiểu cũng rất là dễ dàng mang theo được. Con này thì nó chỉ bị cái nhược điểm là ngay cái phần cán đây thì nó hơi bị nứt ra đây, các anh thể mình cột lại xài cũng được, hoặc là không thì mình chặt bớt cái này đi, hoặc là các anh đổi cán mới cũng được, không vấn đề gì ha. Đó, không mình để vậy mình xài một trẻ không có sao đâu các anh. Mã 19 giúp em ha. Con này giá của nó là con này giá là 500.000 nha các anh, 19 500.000. Và mã số 20, mã 20 là một cái dòng lục giác ha. Con này lục giác, hàng của Mỹ giúp em. Đấy, con này là của Bắc Tool USA, hàng của Mỹ ha. Con này thì nó sẽ là lục giác ba chấu với các thông số là 4, 5 và 6. Các cái đầu ở đây còn đẹp nha các anh. Đấy, các anh có thể nhìn kỹ giúp em nè. Các cái đầu lục giác ở đây là còn đẹp, hoạt động là ok, ngon lành cành đào nha các anh. Đó, đây ạ. Đó, thì đây là nó là cái size dạng lục giác ba chấu mình cầm mình làm.
tùy chủ, tùy thuộc mình xoay. Con này mã 20, giá của nó là 230.000 nha các anh, 20 230.000 ạ. Và mã số 21 là một cái bộ cờ lê vòng miệng ha. Bộ này đến từ nhà Engineer, đây các anh thấy ha, một bộ của nó thì thông số của nó sẽ là 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9 và 10. Thì nó sẽ thuộc cái dạng như là một cái đầu miệng và một cái đầu cờ lê vòng vậy này, các anh thấy không? Đó. Đó, và các cái cây của nó thì cây nào cũng còn ok để các anh có thể làm việc và sử dụng. Đây ạ. Đây, tổng quan của nó là như thế này ha. Thì nó sẽ gồm có 2 4 6 8 cây. Tổng là 8 cây ha. Vừa về đây là dành cho những cái dòng size nhỏ đó các anh, dùng để vặn mở những cái bu lông ốc các kiểu size nhỏ ha. Mã này mã số 21 giúp em, giá của nó là 230.000 nha các anh, 21 230.000. Dạ, mã số 22 là một con kéo tỉa ha. Con này là con dạng kéo tỉa dăm này, dàn dòng kéo bướm ha, để mình làm màu bonsai cây cảnh đó các anh. Mã này tổng chiều dài của nó thì sẽ là 21,5 cm, với phần lưỡi của nó là 7.5 cm. Con này lưỡi dài là 7.5 cm nha các anh. Đó, hoạt động là ok, ngon lành cành đào để các anh có thể làm việc sử dụng. Đây là về phần lưỡi của nó, đây là phun chữ phun mật nha các anh. Đó, em quay sao là ở ngoài là nó y chang là vậy ha, các anh cứ yên tâm. Con này mã số 22 giúp em, giá của nó là 600.000 nha các anh, 22 600.000. Và mã số 23 ha các anh. Mã 23 là một con kéo cắt thực phẩm, dòng này là cắt thực phẩm của Daewoo, dòng này của Daewoo Nhật Bản. Với cái thân kéo của nó là dạng inox thép không rỉ ha, con này là thép không rỉ. Các anh coi ngay cái phần tay cầm, cái phần là lưỡi của nó là lưỡi đẹp này, không có bị xước mẻ và còn rất là mới và bén. Đồng thời là các cái phần răng cưa ở đây giúp các anh khi mà mình cắt mình cấu á, nó sẽ có cái độ tì lại, mình không có bị trơn tuột như các cái dòng kéo khác ha. Con này thì nó sẽ có cái đồ kẹp càng cua ở đây. Tổng chiều dài của mã này sẽ là 20,5 cm, phần lưỡi là 7 cm giúp em. Con này mã số 23, 23 giá của nó là 300.000 nha các anh, 23 300.000. Dạ, mã số 24, mã cuối cùng ha các anh, là một con Eto Aeron đế xoay ha các anh. Dòng này là Eto Aeron đế xoay No 50, hàng của Nhật giúp em hay ha. Thì các anh thấy là các cái trục của nó thì cực kỳ là cứng cáp và chắc chắn để các anh có thể làm việc và sử dụng ha. Đó, thì con này cái ngàm của nó ở đây là tầm khoảng là 5.5 cm, là cái độ rộng của cái ngàm là 5.5, còn cái độ mở ngàm của nó là tầm khoảng là 5 cm giúp em ha các anh. Đây, em mở ra bên trong cái ngàm cho các anh dễ thấy ha. Dạ đây ạ, đây con này là phía bên trong ngàm của nó là sẽ như thế này ha các anh. Đó. À, con này ngàm thì độ rộng là 5.5, thì nó đối với con này thì nó hơi bị sứt ở trên cái đầu này chút xíu, nhưng mà cũng không có bị vấn đề gì nhiều đâu các anh. Đây, trên đây nó hợp chút xíu ha. À, thì anh nào mình yêu thích cái mã này thì các anh vẫn có chốt, tại vì cái dòng này nó dạng ế xoay mà nó gọn, làm việc rất là tốt nha các anh, làm việc là vẫn còn rất là ok. Mã số 24 giúp em ạ, con Eto mã 24 nha các anh. Dạ rồi, em đã lên tổng cộng là 24 mã sản phẩm, thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh, hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.